con vú. Nếu mà nước đấy là lên đến mức đó. Cái này như cái áo. Vậy là mùa nào là không đi được chú? Mấy hôm nữa là không đi được. Ồ sao vậy? Chỗ này là lên. Càn luôn. Càn thêm cái bài cạp luôn. Vâng. Không phải luôn hả? Hay vậy? Không vào được. Khoảng tháng tầm tháng giêng rồi chú, tháng giêng âm lịch rồi. Vâng. Dạ. Mát quá. Rồi tầm nào nước mà nó càng khô luôn. Vâng. Mát quá. Yeah, mát quá, mát quá. Như thế nó có cá không? Càng như thế có bắt cá rồi. Nó cá, không có cá như to, tặng cá như nhỏ. À. Vâng, không có cá to. Nó càng nấy rồi, cá to nó ra. Vậy là cái này khoảng tầm 11 là nó lên dâng nước lên như này. Vâng. 11 thì cũng đâu lê vô được đâu chú hả? Vâng. Tháng 11 đó. Nó mà nó lên cao đến lên này thì đâu có ấy được. Đấy, lên ra mình cứ đó, thì làm sao mà chui vô được.